Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người những món kết hợp với lại cá hồi sông khói nha. Mình có order bên rồi hai loại cá hồi sông khói. Mình có đặt hai loại cá hồi sông khói teriyaki và cá hồi sông khói thảo mộc. Cá hồi sông khói thảo mộc thì mình ăn kèm với salad. Vừa mở ra thôi là đã ngửi thấy mùi thơm rồi nè. Màu cam óng ánh rất là đẹp luôn. Salad hôm nay mình có thêm cà chua bi. Có cá hồi thì không thể thiếu rong nho tươi nha. Miếng cá chất lượng và đẹp mắt lắm luôn. Theo mình được biết thì món cá hồi sông khói này phải có kỹ thuật chế biến và cá hồi phải tươi. Ăn kèm với món salad cá hồi này thì mình sẽ dùng với sốt mè rang. Cắt nhỏ cái miếng cá hồi ra cho vừa ăn nữa nha. Món thứ hai của mình đó là món cá hồi sông khói teriyaki. Vị cá hồi này mà ăn kèm với cơm nóng là đưa cơm lắm nha. Nhưng hôm nay mình sẽ không ăn chung với cơm mà mình sẽ kết hợp với mì ý. Để tạo cảm giác lạ miệng cho món này thì mình sẽ kết hợp với sốt cà chua nữa. Sau khi luộc mì ý thì mình tranh thủ luộc luôn mấy trái cà chua này. Tiếp theo là lột vỏ và băm nhuyễn cà chua ra. Mình làm nóng chảo và cho một ít mỡ heo vào, cho một ít tỏi vào để phi nữa. Vì mình thích ngửi cái mùi này, cho luôn cà chua cắt hàng lựu vào. Màu cà chua của mình chưa có đẹp nên mình cho thêm một ít tương ớt và đường vào. Sốt đã chín thì mình cho vào một muỗng hạt nêm nữa. Ok, và đợi co lên và ăn thôi nè. Cho mì ý vào dĩa và cho sốt lên. Không được thiếu cá hồi sông khói đâu nha. Mình ghiền cá hồi lắm nên mình sẽ cho thiệt là nhiều luôn. Món mì ý cá hồi nóng hổi và salad tươi mát gửi tới tất cả mọi người. Ăn đến đâu là dính đến đó luôn. Nước sốt chua ngọt kết hợp với vị cá đậm đà. Đã vậy còn thơm lừng luôn á mọi người. Mình đã từng ăn cá hồi sông khói nhiều lần, nhưng mình chỉ thích cái vị cá của nhà sồi thôi. Món mì ý này phải ăn nóng mới ngon nha. Đây là khuôn mặt thỏa mãn của mình khi được ăn món mình thích nè. Ăn kèm với salad cho cơ thể được đầy đủ chất nha. Trong hai loại thì mình thích cái vị cá hồi thảo mộc hơn, vì nó thơm lắm luôn. Nếu hôm nay mọi người chưa biết ăn món gì thì coi hết video này của mình nha. Bye bye.